Điện thoại Vertu Signature S Cloudberry Rose Gold là biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp, được chế tác từ những vật liệu cao cấp nhất và thiết kế tinh xảo. Với bên ngoài bằng vàng nguyên khối và thiết kế độc đáo, mỗi chi tiết trên điện thoại được gia công tỉ mỉ từ các đường viền đến các phím bấm. Điểm tạo nên giá trị hàng đầu cho mỗi thiết kế chính là hàng loạt hoa văn ô vuông sắc nét họa tiết Cloudberry được chính tay những người thợ Anh Quốc chế tác 100% thủ công. Thiết kế Cloudberry không chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp mà còn tạo ra một cảm giác cầm nắm chắc chắn. Điện thoại Vertu Signature S còn được trang bị những công nghệ hiện đại nhất, màn hình sapphire chống xước, độ bền vượt trội cùng với hệ thống âm thanh đỉnh cao giúp người dùng có những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Hơn thế nữa, Vertu Signature S còn được trang bị các tính năng bảo mật cao cấp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của người dùng. Mỗi chiếc Vertu Signature S Cloudberry Rose Gold gồm 388 thành phần cơ khí phức tạp đến nỗi hầu như không thể chế tác được. Những người thợ thủ công giàu kinh nghiệm đã mất tới 3 năm để học cách lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm và số lượng người làm được điều đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chiếc điện thoại này sở hữu 74 bằng sáng chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và gần 100 cuộc kiểm nghiệm chất lượng đảm bảo từng thiết bị chế tác hoàn hảo nhất khi tới tay người dùng. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.